Xin chào quý anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ quay tổng hợp bãi nhà em đang còn những xe gì. Và quý anh chị đang cần những mẫu xe đang phục vụ gia đình mình hoặc là chạy thêm, kiếm thêm dịch vụ thì hãy alo cho em Tuấn theo số điện thoại 0904804567 nha. Trước mặt anh chị đây là mẫu Ford, con này là Chevrolet Trailblazer nha. Đấy, con này là số tự động máy dầu nha quý anh chị. Đó, trang bị 4 manh đúc nè. À, nhìn rất là thể thao, rất là đẹp nha. Con này cao, rất là cao nha quý anh chị. À, rất là cao và rộng rãi luôn. À, thích hợp anh chị em này mua rồi đi gia đình. Đặc biệt cái nó là máy dầu nha quý anh chị. Máy dầu mà còn số tự động nữa. Con này chạy rất là tiết kiệm luôn. Máy có 200 mấy thôi. Đó, xe số tự động, máy dầu. Đó, xe đồ sạch sẽ rồi, xe không lỗi nhỏ nha quý anh chị. 2018 số tự động máy dầu. Và đem chào bán với giá là 690 triệu nha quý anh chị. 690 triệu còn bớt còn thương lượng khi anh chị lại xem xe về chạy thử nha. Đó, phía trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị rồi nha. Đó, con này thì nó cao to hơn là Fortuner nha quý anh chị. Đấy, rồi đây. Đây là con Fortuner 2015, con này cũng máy dầu luôn nha. Đấy, máy dầu số sàn. Xe cũng đẹp chuẩn chỉ rồi, xe không lỗi nhỏ. Đó, xe không lỗi nhỏ luôn quý anh chị. Đấy, keo chỉ thì zin kẻ xe, máy móc hộp số là nguyên zin luôn nha. Đó, số sàn. Đó, số sàn rất là đẹp luôn. Vô lăng của số đẹp theo xe luôn nha. Con này bên em chào bán với giá là 645 triệu nha quý chị. Fortuner 2015 số sàn máy dầu phơm mới có lỗ mũi. Đó, máy điện. À, mang biển số 48 Đắk Nông. Bên em chào bán với giá là 645 triệu nha. 645 triệu nha quý chị. Rồi tiếp theo là mẫu Xpander số tự động 2019 nè. Đó, con này là số tự động 2019. À, em bán với giá là 560 triệu nha. Đó, em cũng đi sơ lược thôi nha. Để cập nhật bãi coi thử có những xe gì. Anh chị em nào đúng chân thì alo cho em ngay nha. Theo số điện thoại 0904804567 nha. Đời cao đời thấp đều có hết nha quý chị. Xpander 2019. Con này là số tự động nha. 2019 560 triệu. Rồi đây là mẫu Ford Ranger Wildtrak 2015 3.2. Xe được độ full trực lên mâm lên đồ chơi đồ rất là nhiều nha. Đó. Con này em bán với giá là 650 đi. 650 triệu nha, để full đồ chơi cho quý anh chị luôn. À, nó mới lên cái lò súp nè. À, 650 triệu nha quý anh chị. 650 triệu nha. Đó. Ford Ranger Wildtrak 2015 mang biển số 82. 650 triệu là em đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị rồi nha. À, cái bên hông đây là mẫu Nova 2018 nè. Con này là màu ghi bạc. Em chào bán với giá là 580 triệu nha quý anh chị. Khó rồi. 580 triệu nha. Đó. Innova 2018 màu ghi bạc mang số Sài Gòn. Em chào bán với giá là 580 triệu nha. Rồi kế bên hông đây là con Ford Ranger Wildtrak. Cũng giống như con kia luôn. Đó, xe này con anh em đang đi. Anh chị em nào mà thích bán tải á thì nhà em còn hai con nha. Đó. Ở đây là mẫu Accent. Con này là Accent Blue nè. Đó, mấy cái dòng này biết làm lắm, xe đẹp thì mới làm thôi nha. Đấy, Accent Blue hatchback nhập Hàn Quốc nguyên con, số tự động 2014, xe chuẩn chỉ không lỗi nhỏ, máy rồi máy móc rồi zin hết nha quý anh chị. Đó, con em đem chào bán với giá là 345 triệu nha quý chị. 345 triệu đồng. Đó, mẫu Accent Blue, mẫu xe rất là đẹp luôn, nhỏ gọn. Còn đây là Innova 2018, con này thì chạy hơi ít phần con xám ở trước nha, mang biển số 43 Đà Nẵng nè. Đấy, con em chào bán với giá là 593 triệu nha quý anh chị. 593 triệu đồng. Mẫu Innova màu trắng, màu xám, màu trắng, màu xám, màu bạc có hết nha. Đằng sau em mới về một con 2017 nữa. À, còn nó là màu ghi, nó là màu ghi ghi vàng vàng ghi xám. Còn đây là con Innova 2018 nè. Ôi, xin lỗi em nè, 2008 số sàn phơm mới. Em chào bán với giá là 263 triệu nha. Em cũng đi chi tiết cho nhanh gọn để mất thời gian của anh chị. Còn anh chị em nào muốn xem xe chi tiết hãy alo cho em theo số điện thoại 0904804567, em để dưới góc trái màn hình nha. À, còn đây là mẫu Ford Everest 2008 máy dầu nè, số sàn nè. Em chào bán với giá là 269 triệu nha. 269 triệu nha quý chị. À, rồi đây là mẫu Kia Carin 2011, con này 2011 bản limited 285 triệu số tự động nha. Em cũng đi sơ lược bãi nha. À, đằng sau đây thì còn con Captiva nữa nè, số tự động nè. Captiva số tự động 2007 nè. Đang chào bán với giá là 229 triệu nha. 229 triệu nha. Đó, tất cả các xe bên em đều không lỗi hết nha.
Đấy, con nào xe lỗi thì nói xe lỗi báo giá gì trăm mông. Đấy. Mẫu này mẫu Innova 2008 nè. Con này là xe cọp nè. Mang biển số 61 nè. Đó, nội thất cực kỳ sạch sẽ luôn nha. Siêu cọp luôn nha quý vị. Đó, con này nó mất cái ốp rồi. Để em mua đặt mua gắn lại nha. 2008. Số sàn chuẩn gia đình. Không lỗi nhỏ, em chào bán với giá là 278 triệu nha. 278 triệu nha quý vị. Đó, tiền nào của đó nha quý chị ơi. Ở Captiva số sàn 2007 em đang còn một con nè. 199 triệu quý vị. Đó, 199 triệu đồng. Captiva 2007 Innova 2008 màu ghi vàng. Em chào bán với giá là 255 triệu nha. 255 triệu. Ồ, tất cả xe trên đều còn giá bớt hết nha quý chị. Có giá bớt thương lượng hết nha. À, chị em nào đang còn mẫu xe nào thì hãy alo em Tuấn ngay nha. Theo số điện thoại 0904804567 nha. À, máy dầu, máy xăng, số tự động, số sàn đều có hết nha quý chị.